Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô bác một món chay để ăn cơm rất là ngon. Đó chính là tôm rang nước cốt dừa. Những con tôm chay giòn giòn sật sật, nước cốt dừa thì bao béo. Khi ăn thì có vị mặn mặn, ngọt ngọt. Đặc biệt là mùi rất là thơm. Món này mà dùng để ăn cơm thì ngon vô cùng. Quý cô bác có thể làm sẵn như thế này. Mình cho vào hộp, bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh. Đến khi nào cần sử dụng thì mình mang ra, hâm nóng lại là có một món chay ngon để ăn cơm rồi. Quý cô bác đang theo dõi video, nếu thấy thích món tôm rang nước cốt dừa mà em làm thì xin mời vào bếp và cùng thực hiện với em nha. Nguyên liệu vô cùng đơn giản, ở đây em có 300g tôm chay Âu Lạc. Quý cô bác có thể mua sản phẩm tại các cửa hàng bán thực phẩm chay hoặc là mua online trên mạng cũng có. Và 200g cà rốt. Không dùng cà rốt thì quý cô bác có thể dùng củ cải hoặc là củ sắn, củ đậu đều được nha. Nguyên liệu tiếp theo đó chính là 200ml nước cốt dừa. Nước cốt dừa này sẽ giúp cho món tôm rang béo hơn và có mùi thơm hơn. Gia vị nêm gồm có 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm chay, 1 muỗng canh dầu điều, một ít hành tím băm, nước mắm chay và dầu ăn. Nguyên liệu đã xong rồi, bây giờ thì chúng ta cùng làm nha. Đầu tiên quý cô bác phi thơm một ít hành tím. Đợi khi nào mà hành có mùi thơm rồi thì quý cô bác cho dầu điều vào. Tiếp theo là cho tôm chay và cà rốt vào. Đảo đều, cho tôm chay thấm màu đều để có màu đẹp. Khi thấy tôm chay đã thấm dầu điều rồi, quý cô bác nêm thêm gia vị gồm đường và hạt nêm chay. Một chút xíu nước mắm chay hoặc là muối cũng được. Đảo đều khoảng 3 đến 4 phút, cho tôm chay thấm đều gia vị, rồi mới cho nước cốt dừa vào và bắt đầu ram thôi. Khi cho nước cốt dừa vào rồi, quý cô bác nấu ở lửa vừa. Nấu đến khi nào mà phần nước cốt dừa sắc lại thì vặn thật nhỏ lửa, ram từ từ. Đến khi nào mà thấy nước cốt dừa khô hẳn đi thì mới tắt bếp nha. Nước cốt dừa đã sệt lại rồi nè quý cô bác, như vậy là chúng ta vặn nhỏ lửa được rồi nè, để tránh cho tôm chay nó bị khét. Nếu không sử dụng tôm chay, quý cô bác có thể dùng nấm rơm kho kiểu này cũng rất là ngon, hoặc là quý cô bác có thể ram với đậu hũ đã chiên vàng. Nước cốt dừa thì béo béo, khi ram xong thì dậy mùi thơm, món này để ăn cơm thì ngon lắm luôn đấy. Phần nước cốt dừa đã sắc lại hoàn toàn rồi nè, nhưng mà như vậy chưa được đâu. Quý cô bác cần phải rang lâu thêm một chút xíu nữa, cho nó khô hoàn toàn luôn thì ăn nó mới ngon. Với lại nó khô một chút nữa thì nó sẽ có màu đẹp hơn. Giờ thì quý cô bác gấp riêng cái phần cà rốt này ra ngoài nha, mình chỉ ram phần tôm thôi. Sau khi gấp cà rốt ra ngoài đĩa rồi, phần tôm này rang thêm khoảng 5 đến 6 phút nữa. Thời gian rang nó hơi lâu một chút xíu, nhưng mà khi hoàn thành thì có món ăn rất là ngon luôn đấy. Quý cô bác thấy không, phần tôm chay nó đã khô lại rồi nè. Có màu sắc khá là đẹp, bây giờ thì cho ra đĩa và bắt đầu ăn cơm thôi. Tôm chay ram nước cốt dừa khi hoàn thành có màu vàng nâu rất là đẹp, đặc biệt là mùi thơm cực kỳ. Khi ăn thì có vị ngọt ngọt, mặn mặn và béo béo. Món này để ăn chung với cơm, thêm một đĩa rau luộc nữa thì ngon vô cùng. Em xin chúc quý cô bác có những bữa cơm chay thật là ngon miệng nha. Còn bây giờ thì video của em đã hết rồi. Cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác xem video nhớ bấm đăng ký kênh để xem món ăn chay mới mỗi ngày nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.